Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tamarind. Tamarind mỗi tuần một câu chuyện. Đây là hình ảnh của trận bão tuyết hôm 17 tháng 1 và cũng là lần đầu tiên mình thấy tuyết rơi nhiều như vậy sau gần 7 năm sống tại Canada. Có những chỗ tuyết phải dày cả hơn nửa mét. Đứng trong nhà nhìn ra ngoài thì mình không tưởng tượng được tuyết sẽ nhiều như vậy luôn. Bình thường tuyết chỗ mình cũng không có quá nhiều đâu, nhiều nhất cũng chỉ rơi khoảng 20cm thôi. Mà hôm nay đi ra ngoài thấy tuyết nhiều như vậy thì mình đứng hình luôn, không biết sẽ dọn từ đâu. Thường thì mọi người sẽ để tuyết rơi hết mới ra ngoài dọn một lần, nhưng hôm nay mọi người đều phải tranh thủ ra dọn dù tuyết vẫn còn đang rơi vì tuyết đã dày lắm rồi. Tuyết mới rơi nên còn bông xốp, xốp tuy mệt nhưng mà vẫn còn dễ, chứ có nhiều nhà để qua ngày hôm sau mới xốp thì cực lắm luôn vì lúc đó tuyết đã đóng băng. Sáng nay chính phủ còn cảnh báo mọi người không nên đi ra ngoài đường, hầu như mọi thứ đều đóng cửa. Tuyết bắt đầu rơi từ 7 giờ sáng nên lúc đó ai đi làm sớm hơn thì mới được tới chỗ làm, còn lại đi sau 1 tiếng là không ai di chuyển được luôn. Mình chưa bao giờ thấy xe bus mà không chạy được trên đường vì xe rất là to và khỏe. Vậy mà hôm nay từ xe hơi đến xe bus đều bị kẹt ở trên đường. Có rất nhiều hình ảnh mà mọi người bị kẹt ngoài highway cả 8 tiếng đồng hồ vì xe cào tuyết họ chưa có dọn sạch được và mọi người đều bị kẹt ở đó. Rồi hình ảnh tất cả hành khách trên xe bus xuống đẩy cho xe bus qua được chỗ lầy tuyết. Nói chung là hên là hôm nay mình không đi ra ngoài. Sau gần 1 giờ đồng hồ thì chỉ còn đống tuyết này cần được xúc bỏ ra cái sân đằng trước. Vì tuyết quá nhiều nên cứ xúc được 10 đến 15 phút thì mọi người lại đứng nghỉ mệt xíu. Cả nhà mình cùng ra ngoài, đông người nên làm cũng vui. Và mọi chuyện đang rất ổn. Đống tuyết ở giữa đường đi đã được mình đẩy ra tới ngoài và chị mình đã bỏ ra bên hông. Nhưng chuyện gì tới thì cũng tới. Mình đã té một cái oạch. Do đôi bốt mình đã dính rất là nhiều tuyết ở dưới cái đế dài. Và cái lúc này cái tường xi măng thì nó rất là trơn. Cũng đau lắm mà chỉ biết ngồi cười thôi các bạn. Nếu ngã trên tuyết thì không sao, nhưng đằng này mình đã dọn sạch tuyết và mình ngã trên cái nền xi măng á nên rất là đau. Qua ngày hôm sau thì tím hết cả người. Vậy là sau hơn 1 tiếng rưỡi cả nhà hì hục làm, lối đi nhà mình đã được dọn dẹp sạch, tuyết chất cao ở hai bên luôn. Giờ mình phải vô nhà ngay đây, lạnh lắm rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!